Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi các tin tức mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là một trong những kỳ thi có tỷ lệ trọi cao và cũng khó nhất. Chính vì vậy mà các thí sinh và các bậc phụ huynh cũng không khỏi lo lắng. Với những đổi mới trong kỳ thi tuyển sinh này, nhiều thí sinh và phụ huynh cũng băn khoăn đặt ra câu hỏi, nếu chưa tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 có được thi lại vào năm sau hay không. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây thí sinh trượt tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2024 có được thi lại vào năm sau. Theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh trượt tốt nghiệp từ năm 2024 trở về trước sẽ được thi lại với đề thi riêng, khác với đề dành cho học sinh tốt nghiệp từ năm 2025. Nội dung này sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa vào điều khoản chuyển tiếp của thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông từ 2025. Tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 là kỳ thi tốt nghiệp cuối cùng theo chương trình giáo dục phổ thông cũ. Năm 2025 là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đầu tiên của chương trình giáo dục phổ thông mới. Trước đó nhiều thí sinh lo lắng nếu chưa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 thì phải thi lại vào năm 2025 theo đề thi của chương trình giáo dục phổ thông mới, trong khi các em lại học theo sách cũ. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 về cơ bản được giữ ổn định như giai đoạn 2020-2023. Học sinh sẽ làm 4 bài thi để được công nhận tốt nghiệp, trong đó 3 bài độc lập gồm toán ngữ văn ngoại ngữ, một trong hai bài tổ hợp là khoa học tự nhiên, vật lý, hóa học sinh học, khoa học xã hội, lịch sử địa lý, giáo dục công dân với giáo dục phổ thông hoặc lịch sử địa lý với giáo dục thường xuyên. Năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ thực hiện một số điều chỉnh về mặt kỹ thuật trong quy chế để các hội đồng tổ chức thi thuận lợi hơn trong công tác thực hiện. Dự kiến Bộ sẽ ban hành quy chế vào ngay đầu tháng 3 năm 2024 cùng với hướng dẫn kỳ thi. Thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 dự kiến cuối tháng 6 năm 2024. Năm 2025, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông chỉ có hai môn bắt buộc là toán và văn. Thí sinh chọn thêm hai môn thi ở 9 môn còn lại, gồm ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ. Nội dung đề cũng sẽ theo định hướng đánh giá năng lực, bám sát mục tiêu của chương trình mới. Thưa quý vị, cũng liên quan đến kỳ thi quan trọng này, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt phương án tổ chức kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Từ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025 thì hai môn bắt buộc toán văn và hai môn tự chọn. Theo đó các thí sinh bắt buộc hai môn gồm ngữ văn, toán và hai môn tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12 gồm ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ trong đó, môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Kỳ thi được tổ chức trên toàn quốc theo cách thức chung đề, chung đợt thi, cùng thời gian theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phương thức xét công nhận tốt nghiệp. Về phương thức xét công nhận tốt nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định kết hợp giữa đánh giá kết quả quá trình và kết quả thi tốt nghiệp theo tỷ lệ phù hợp với lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo chung, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kế hoạch tổ chức kỳ thi, hướng dẫn tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát kỳ thi. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi tại địa phương. Phương án thi này được thực hiện từ 2025 trong giai đoạn từ 2025 đến 2030, kỳ thi giữ ổn định phương thức thi trên giấy từng bước thí điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính. Giai đoạn sau năm 2030, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ từng bước thí điểm thi trên máy tính đối với các môn thi trách nhiệm ở các địa phương có đủ điều kiện có thể kết hợp giữa thi trên giấy và thi trên máy tính. Khi tất cả các phương tiện trên toàn quốc có đủ điều kiện sẽ chuyển sang tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính đối với các môn thi trách nhiệm Mục đích tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhằm đánh giá đúng kết quả học tập của người học theo mục tiêu và cần chuẩn đạt theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018, lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và làm một trong các cơ sở để đánh giá chất lượng dạy học của các cơ sở giáo dục phổ thông và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục, cung cấp dữ liệu đủ độ tin cậy cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh theo tinh thần tự chủ. Thay đổi phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho phù hợp với chương trình mới. Phương án thi trung học phổ thông từ 2025 là thông tin được các nhà trường, học sinh và phụ huynh mong đợi trong suốt thời gian qua. Bởi năm 2025 là năm đầu tiên các học sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 sẽ tốt nghiệp bậc trung học phổ thông. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 có nhiều điểm khác biệt so với chương trình giáo dục phổ thông trước đó, còn gọi là chương trình 2000. Từ mục tiêu, quan điểm, phương pháp giáo dục, cơ cấu hệ thống cũng như các môn học, đặc biệt là ở bậc trung học phổ thông. Cụ thể trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, giáo dục cơ bản kết thúc ở bậc trung học cơ sở, bậc trung học phổ thông là giai đoạn giáo dục hướng nghiệp. Do đó, học sinh bậc trung học phổ thông không bắt buộc phải học tất cả các môn như chương trình cũ mà phải học bắt buộc 4 môn gồm toán, văn, ngoại ngữ và lịch sử. Ngoài 4 môn bắt buộc, học sinh được lựa chọn thêm một số môn học trong các môn còn lại. Do điều chỉnh trong chương trình học nên việc thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối với học sinh theo chương trình mới cũng cần có sự thay đổi phù hợp. Lựa chọn thi tốt nghiệp trung học phổ thông với 4 môn đang được nhiều ý kiến ủng hộ vì giảm áp lực thi cho thí sinh, gọn nhẹ trong tổ chức. Nhiều giáo viên học sinh mong sớm chốt phương án. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông 4 môn, đổi mới hướng nghiệp dạy và học thế nào? Theo báo giáo dục và thời đại, phương án thi 4 môn 2 cộng 2 gồm 2 môn bắt buộc toán ngữ văn và 2 môn do học sinh tự chọn được nhiều người đồng tình. Để kỳ thi đạt mục tiêu vừa giảm áp lực thi cử, vừa đánh giá được chất lượng, hiệu quả giáo dục, cần thay đổi đồng bộ từ giáo dục hướng nghiệp, quan điểm dạy, học và tuyển sinh đại học. Lấy ý kiến về 3 phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lấy ý kiến về 3 phương án tổ chức kỳ thi này từ 2025. Ở cả 3 phương án, học sinh đều sẽ thi 2 môn trong số các môn lựa chọn nhưng khác nhau ở số môn thi trong nhóm các môn bắt buộc. Cụ thể, phương án 1, học sinh sẽ thi 6 môn gồm cả 4 môn học bắt buộc và 2 môn lựa chọn. Phương án 2, học sinh sẽ thi 5 môn gồm 3 môn bắt buộc: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 môn lựa chọn. Phương án 3, học sinh sẽ thi 4 môn gồm 2 môn bắt buộc toán, ngữ văn và 2 môn lựa chọn. Theo công bố kết quả khảo sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phương án thi 4 môn là phương án có tỷ lệ lựa chọn nhiều hơn so với các phương án còn lại. Có thể thấy kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là kỳ thi cuối cùng của bậc phổ thông. Việc tổ chức kỳ thi là cần thiết, tạo động lực học tập tích cực cho học sinh, góp phần duy trì được nền nếp dạy học trong các cơ sở giáo dục để chuẩn bị tốt cho kỳ thi này đòi hỏi mỗi học sinh phải tự trang bị cho mình những kiến thức về tất cả các môn học để có thể vượt qua kỳ thi một cách tốt nhất hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa đề cập sẽ giúp ích cho học sinh và các bậc phụ huynh đang chuẩn bị khi bước vào kỳ thi quan trọng này cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại